đây trên với em nữa vậy. Ờ à, thì nó làm cái thiệt tại này á nhà. Ủa mấy làm cái thiệt tại này chứ đâu. Buồn quá rồi. Làm gì vậy? Không. Đâu? Đâu? Anh đâu có lỗ tay em vậy không? Khóc nữa mà không được buồn. Em xứng đáng với những nụ cười. Mẹ nó cày gơ gốm luôn mọi người ạ. Mẹ nghĩ sao ngày qua đủ đi gơ gốm cái vụ kìa. Mẹ giờ mình hơn thua nó làm gì? Đúng đúng. Mẹ giờ tối giờ bà già hói gà mình không biết trả lời sao luôn á. Giờ hình như mình nghe nói là cái nó làm thịt ăn mẹ các bạn. Đi được không? Mẹ nó nghèo que nó làm thịt ăn mà nó kêu độ mai mốt là rủ mình ăn. Đây hồi qua mấy bữa rồi. Mày nhớ cái câu đó không? À gì mai kêu nghe. Giờ đó đó làm thịt giờ mình làm đem thịt. Nó kéo, đem vô nó kéo. Mai mốt mình kêu anh. Nó kéo. Cái tiền nó cười ơi. Mai hồn một chim. Mẹ đây hết rồi kêu mai mốt kêu mình gì nữa biết nữa. Chim mai hồn một chim lấy gà cho mắc công lấy bò mắc miệng bò luôn rồi. Thế nó việc cho cái em có cái ngu nào giống cái ngu nào. Ôi mày ngu mày chết mẹ mày đi thì mày kêu cái gì. Nhưng thì ngày hôm nay nè, mình chỉ chơi lại cho nghĩ sao đỡ cho anh của mình đâu mà ngon này mọi người. Giờ hôm nay mình lên mình sẽ quyết tâm. Mình sẽ coi thử lên kiếm con gà đó là cho bằng được nha mọi người. Mình còn con thì mình lẩm về. Còn không thì mình sẽ đủ quyết tâm mình hôm nay mình sẽ có ý tưởng mình lên mình sẽ bắt lại con gà nó. Ăn lại cho nó biết. Ừ. Chim cùng chim lẹ chim cả lời chim thấy con heo bò không bắt bắt con gà chi. Đụng con heo nó to quá. Cùng quá con chim đền tiền vàng nó kêu đền tiền vàng đền 10.000 đó. Hôm nay cũng quyết tâm là tao sẽ lên chơi nó lại thôi. Que là mình nghĩ là mình phét thiệt á. Bắt gà nhà nó thì mình sợ nó này nọ. Đấy nhưng mà mọi người thấy không? Giờ nó vô nó chơi nó bắt gà của mình đó. Giờ đây nha, thử hôm nay mình bắt gà nó mình ăn thử nó thấy sao nha. Mình sẽ quyết tâm là hôm nay lên nhà nó mình chơi lại cho nó một dối mình coi thử phản ứng khi mình ăn đồ nhà nó thử nó thấy thế nào nha mọi người. Đi sao ấy? Thôi, giờ không có dài gì nữa. Đi lên nhà nó. Để nó gặp cái gì tụi trời nó. Mẹ tao tức gù luôn mà. Điểm mà. Mẹ. Nope. Hôm nay thiết nào bánh. Đấy cô Hậu, có xanh nhà không Hậu? Ở nhà. Làm cái gì vậy cô Hậu? Con này, đồ ướt mà. Giờ có mẹ nó ở đây sao phép mày? Hả? Có mẹ nó ở đây sao phép? Thấy đồ chim trắng à? Cái đồ mẹ tao hầu giờ đen ấy. Bây giờ còn Diêm Liên Thu vậy, chứ không mẹ á, không mẹ ai trắng rồi. Cái đồ mẹ mới thấy nè. Đồ bữa nay mới thấy, ở đây có mẹ ở nha mẹ. Có mẹ về nó mới thấy nó mở cửa này các bạn. Hầu giờ lên. À Hồ Chim, nó mở cửa đây mà trong cửa kia nó đóng con đâu đâu à. Sao đâu, sao đâu. Mày nghe gì nó khác khác gì vậy? Nghe coi nó ăn gì quá. Hết giờ đi tắm mà nó hát cái gì vậy? Hỏi lại nhớ rồi. Chứ mày lẽ gì tao ra sao đâu? Em đi á, em đi á. Sao mày đi mà hát là le le vậy? Hát trời hay hay. Ông mày ý nghĩa mà làm gì đồ mà ướt hết vậy? Em đi tắm luôn mà. Em đi tắm luôn mà. Thôi. Cái đầu bọng mà hát kiểu cho nhà tắm cho bạn tắm. Đánh ra. Để em tắm. Ê le nhà tắm cho bạn tắm. Đây. Đồ gậu. Đồ gậu. Mimelo. Ủa nó đeo chéo ông nội. Cái gì vậy cái tay vậy? Tay gà gậu với em á. Em này nó không gậu. Đi sang nước rồi sang rồi sang rồi. Coi thử. Ủa sao đó có vụ vậy? Sao lai? Cái đậu luôn à, cái đậu không đậu á. Cái đậu không đậu. Sao mấy cái đồ lại bạn đậu. Đây. Đây. Để nó chạy vỡ luôn nội. Sao không có đụng cái gì vậy? Từ từ nó hỏi câu đó. Ủa sao chị tao không đâm ở đây vậy? Chị vừa đi nhớ vừa đắm chơi nhau. Đậu mé thằng ỉa đừng có đi cái cổ quần đừng có đi cái. Nhớ cái thằng bịt. Ờ đúng rồi nó bị vậy anh mày. Đeo mà. Đây. Đứng đây. Đứng ra. Cái bận đi uống lần tao tát lỡ ra tát mẹ. Đi sao mà đi ra đem tính ra đàng hoàng đi.
Mày gấu bé đó nó chọc cái đầu mày khỏi mày tóc luôn á. Đầu chọc rồi con huống gì nữa. À tao hỏi mày sao? Ủa tóc mày không có tóc mày rồi dâu dung cái gỗ chứ vậy? Tao nó trắng. Cái gì đâu? Ông có tóc mà sao lại rồi nữa. Anh lo lại làm đi nè. Thôi tao không có. Đóng cửa lại sao đâu. Tới mày, tới mày. Mày hết đâu. Ừ. Dạ anh em hết rồi nha. À không có hả ba. Em của em sao đâu không chứ hả đó. À đúng rồi. Mẹ cái nó ăn hết mồi. Mình phải gì rồi Kim Dương phải gì đây? Chị đang vậy? Tụ mấy nó ra đây. Ok đây đi. Dịp bữa đưa nó là cái gì nó ăn này. Này, giờ que à. Cái này kiểu điên nó dữ rồi. Giờ sao mày sao đau? Á lụng, giờ sao đau lắm. Tại vì sao con mày chiếu chiếu luôn á, mày hiểu luôn á nè. Chí cho em. Mày chiếu còn đã được cái gì? Quần quá cái quần đậu với. Bừng đầu con nó về tổng bếp tao tường mẹ. Dạ? Bừng đầu con nó về tao tường mẹ. Tự đủ nó nghe nhiêu đâu mà cho cô không ăn được không? Đủ cái gì thì cũng có gì đó cho nó nấu nữa đây chứ. Mẹ không có gì đó lấy. Nó buồn lại. Kìa, cái kèm của nó mày. Bé có gì ăn mày? Không có ăn hết luôn á. Quần xin đeo thì... Quần, tao bừng mẹ cái tủ lạnh nó vừa mẹ. Tủ lạnh nhìn nứa. Ủa, cái này là gì của Kim? Cái gì vậy? Hiểu chứ nhỉ? Tái độ đúng mấy. Đúng mấy. Mẹ nó quen anh ghẹo của mình thì hay phải quất mẹ miếng nhiều đường của nó mày. Để mẹ ra. Mẹ giờ vậy. Không, giờ con hồ chim dục. Đừng vô chạy với con nó ra tắm hồi nó thấy hồ chim cầm bì nó không chở miếng cùi á. Hiểu không giờ. Sao lần này là mẹ nó đang ở trước à. Giờ hồ chim cây giấu đi. Cây giấu đâu đây. Giấu đâu rồi mày. Hồ chim. Bỏ giờ bộ. Giờ đồ mấy giờ trời thớ dừng nọc cái tay à. À. Đồ tao đen tao nói chuyện méo mà mày bỏ vô người nó mày mày chạy nhà vậy là tao đứng tao chi để lại. Ok ok ok. Mày cầm này. Người tao đen tao kia mày bỏ người mày chạy ra. Lúc mà tao đen nói chuyện. Ừ chứ cái thằng cá điên nó đen đủ mấy nó. Nó bữa mình nữa. Hiểu không? Tao đen tao nói chuyện đẹp trước tao đánh được cái đẹp trước hiểu không? Ok ok. Bạn hồ que nghĩ sao mà. Nó ăn ghẹt của mình. Thì giờ mình ăn lại thì ông nội. Yêu chế em. Không ăn ấy đâu không? Cà cà ở mưa. Chỗ con à dạ. Thằng này bán hay sao cậu? Bán rồi, ướt mà bán nha. À, đó khô mà bán nha. Dạ, dạ tao con về nha cậu. Dạ. Giỡn ơi. Ây xì, ây xì. Giờ sao nó cứng hiu rừng, sao nó cứng như bọn ăn đẻ cứng quá. Cứng như bạn ngâm chứ mà hỏi à, chứ có gì nguy hiểm mày. Ở tủ lạnh này nó cứng như hỏi. Đúng rồi, để ngâm đi. Chút rồi, chút rồi, chút rồi. Tụi quay giải sao mày. Thôi cứ ngâm mày tính. Ngâm đi tính. Đây xem ngâm đi. A few moments later. Chim thấy mềm mà nghèo nghèo chim. Mày thấy còn hơi là lạnh xíu nhưng mà mềm rồi hơi còn lạnh xíu. Này các bạn. Đấy. Đây là cái đùi hiệu rừng nha các bạn. Đỡ chứ sao đau đồ mà nhà nắng đông ký kiếm đầu đen cái đùi hiệu rừng ngon dữ ta. Hả? Cái này phải, ai phải hiệu rừng hay hiệu nhà nó ta? Hiệu rừng á. Hả? Hiệu rừng lông đi mà. Giờ mà sao nóng nạo lông mày. Đồ mà nó mua thịt heo gì mà nó không chịu nạo lông các bạn. Chưa ăn với lấy gì nạo ông nội. Ủa chưa ăn người ta nó bán nạo nạo trước chứ. Hình như heo đây tôi sợ heo của nhà nó sao chứ. Hả? Ở chuyện con heo mấy heo mà nó nuôi ở sao á. Hả? Mấy heo ở sao chị lên quán không. Đồ bánh mì chưa. Mày bánh mì được chứ. À được rồi chạy lại được rồi nó lại lạnh xuống cũng được rồi. Theo giờ mình cho biết nữa là nó mềm nữa giờ này. Ok. Ok giờ thôi đi đi tắm mày lấy nữa ra nướng ăn mẹ. Con chim đó, con chim đó à? Chứ sao? Ủa gì vậy? Cái mày kêu nó xuống nhậu mày nữa là sao mà hỏi mày? Mua mày. Đó là mình nó biết. Hả? Tao nói là nó biết. Kêu mình mới mua chứ sao? Được không?
chứ ví dụ giờ con cục chim ăn không thì vậy mình mua ăn che lên nhá, lùm lẹm vậy chạy thấu lẹm gì, ai biết que đồ đấy nghèo tao không về giờ chim lắm bác nói con cục chim ra ăn rồi chung bây giờ con nói cậu nghe cậu kêu chúng nó ăn đi, nó ăn xong lúc nó ăn xong ngon nghe họ ngon ngon rồi lúc mình nói ra kêu của nó coi thử nếm được cái cảm giác lúc đó như thế nào chim hiểu không? Đúng là tao mới thoát đó, đúng là sao sạc thế đâu chưa đúng là các bạn mình thấy cái ý tưởng của ngày ngày mà lát được này bây giờ mình sẽ kêu nó xuống để mẹ, em chẳng chạy luôn kêu cho ăn với mình đó mẹ thứ hai là đợi cho thứ nhất là đợi chút mình ăn vậy thì tiêu đủ đó mình sẽ nói là đó số giờ mà ăn mà mày cũng đó cũng ăn nè ăn thì tụi đó thử thế nào không cái cảm giác đó nó sẽ cay hơn là cảm giác là mình tự ăn lái của nó mình ăn thì nó bình thường quá các bạn đúng rồi mình xem mà thử mà đợi cho em chút là thử nó nói gì nó phản ứng nó thế nào đó mình khi mình ăn đồ của nó thì nó thấy thế nào đúng 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 rồi để ăn chặt lên kêu nè trước khi làm mấy giờ tao mà phải khó lắm mày cò trả lòng cho nó tay chung chung nó nhìn nó à đúng rồi đúng rồi đúng rồi đúng rồi để lấy cò điều khoản này ra ta chụp cái lòng mà tiêu cưa mà xem đâu đấy đây mọi người ồ chứ tìm cái chim nó xuống ấy nó xuống thấy cái chim nó cũng khỉ bên 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 cành cây quá à quần em nay nay con chim tôn sinh đeo mà lòng này nào cũng được các bạn, lòng này là mình phải khò người ta nó nhanh này, cho thịt nó xanh nữa, hiểu không? Còn chim, chim lúc đó, còn cái chim ngãn khanh đây nó có khóc không? Hả? Người xanh đây nó có khóc không? Ở đó nha, ủa sao đánh người khác được hay vậy? À đúng rồi, đúng rồi. Đúng không? Người ta nó cái cảm giác mà đánh cây ngọt cái đầu bùi á. À đúng rồi. Wow, ok mọi người thì nói chung là cái đùi heo này mình đã thui nó sạch sẽ rồi nè. Đấy. Thấy không? Giờ nhìn lên thấy đẹp không? Đồ mới nhìn nó da nó chút. Xanh ở trời như nó muốn chín rồi nè mọi người. Đấy. Thì giờ mày mới lên mày kêu thằng Bảo ấy lộn kêu thằng Sandow mày đi mở lớp nữa. Mày kêu thằng Sandow xuống làm mày, hiểu không? Xuống đỡ nó làm ẩm thực, hiểu không? Okay, đỡ cho đây cho nó. Chúc là đen của nó luôn. Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Thì đấy. Cái đùi dơ nè, đỡ giờ cho sành đào ăn. Cái đó. Đưa đưa đem núp. Này mày ơi. Sao nó thành cái tấm mỏi nó dữ ơi. Thế sao? Rồi chim làm mày làm đây làm mày. Mày làm đi. Giờ biết gì đâu là. Mày biết anh không em? Anh có phải đầu nghe tao đâu. Nghe em làm thiệt nào, để em nói rồi. Sao nghe anh nói em cũng nghe của anh mà sao em biết vậy đâu em còn làm thiệt với anh rồi. Cái mẹ em đeo mà lớn rồi bốc phét ít thôi không làm cho mẹ mày nữa mày nói với mày lấy cho mẹ nữa kêu mẹ mày à không tin lên nói mẹ em thôi giờ mày giờ nói tạm được gì nữa mày ăn mẹ vô cái bàn làm mày thao đâu đỡ lấy ngồi chờ thao không nói chung anh đâu em đi về em đi về đâu trời ơi nói chung mẹ đó đâu bảo quen nói chung là coi như tẩm bổ đỡ tẩm bổ mẹ đeo đúng không làm cho mẹ đụng sao mày giỏi dữ vậy sao? À, xuống bắt ghê nhờ. Trong cái chuyện đó thì bảo quê được chưa? Giờ hôm nay anh em mình làm cái đuôi dơ ăn cho được chưa? Rồi thôi ok, giờ anh em mình sẽ cho biết nói chung là bé đồ đây là mình có chuẩn bị hết rồi các bạn. Để anh kia mẹ nói là sẽ lách chanel nè. À, đây là cái chấm thằng thánh của mình. Mình đã quê sẵn nè. Đây là cái nước quét mình cũng chuẩn bị. Đúng rồi, đúng rồi. Thôi giờ. Đấy, bữa nay chim răng em đi chôn nhà nè đi lấy đồ của ta đúng anh Trang không sao mày đồ dễ tở lấy đồ nhà mày được không nó mày chứ sao vậy lấy đồ vô nhà em không lấy đồ nhà em chịu mà em rồi cứ đi lo lấy đồ nhà khác anh à thôi được em cắt ra bữa nào lên lấy bắt heo nhà em á được chưa được không được thiệt được không hồi mà để cậu thích làm cho em mà từ lần hôm nay là mày được rồi nói chung là mà nay tụi nay đỡ tao làm cho mày ăn đúng rồi nay là Sandow là một vị tướng á vị một vị thần hiểu không đó nhảy nhảy xuống cho coi hiểu không coi ghê chưa chuột cái đùi chim nó không biết còn chim không à nó biết được mảnh lắm chuột cái thịt luôn thôi xì luôn tiếc cơm mê đẹp trai
Em thử hát cho anh hai câu đầu đi, anh giả bộ thi phạm cho em biết cái cảm giác nó liền. Mùa đông đã rơi, người yêu ơi, ngoài kia mùa đông giá rơi, giá rơi, giá rơi, giá rơi. Chiếc cơm mê đẹp trai là đất là đẹp trai, quả hoang đẹp trai là thành mở đất ra đẹp đem đem nền ra. Hát cái gì mày? Tao quay cho mấy bạn coi này. Sao? Nói chung là mày có người yêu chưa? Mày nói chàng nói rồi em dốt là khai anh à. Nói chung là ngày hôm nay mày được cầu thiết đã mày ăn món mà thấy cảm giác như thế nào Sandel? Rất là ngon. Mày chưa ăn mà mày thấy ngon. Chứ món này em cũng nói ngon hết chứ ngon không? Cứ coi. Lâm mặt rồi. Mày quăng chi vô mày làm nó chip mày ngu. Ai biết anh chào em chơi. Sao vô mà hầu que ăn con ghe cầu thiết ngon không? Hậu dục đi. Sao que mà người ta lên ăn dưới sành. À. Hả? Em cứ đợi anh hai cái đó quỳ mà anh chim không chịu lên đi. Không chịu không anh yêu không chịu lên em ăn hết luôn rồi á. Ai biết tao táo điện lòng. Chim. Hầu que Sandel nó kêu con nè. Hồi bữa nó dắt cái con nó quen con này mẹ á, nó dắt con kia đi chơi mà quần nó bôi mang tiền nên Sandel ăn mình. Tao qua cho em nè, cho các bạn thấy biết nè. Chứ em nói em nào không chị hả? Chưa xong hết chút mà nên từ từ xách chua nướng thịt đều hết. À. Đó mà tài lanh nữa chứ. Tao để cổ thiết lên mày nay mà không có làm gì hết mà giăng lên mày hiểu không? Ngồi đây mà nói chuyện thân. Im đe đe đúng rồi, lấy view chụp mất hình nè. Rồi tao kiểu ơi. Rồi quay mặt lại tao kiểu ơi. Quay mặt lại tao kiểu ơi. Quay mặt lại. Nào. Quay mặt lại tao kiểu ơi. Rồi ok. Mày nói xe anh ghép vô bàn thờ đó nha. Ok thì giờ mình đã là hầu rồi em nha. Để em làm nha. Lăn quế đầu nãy giờ sao không vô làm. À nãy ngồi là nhắm gái rồi mấy gái coi kêu vô mẹ. Tao chỉ cần mày ngồi im lặng anh thôi. Hồi nãy giờ cậu chim nãy mới gái kêu anh Sang. Anh Sang em mấy người ở đó. Lại đây. Mày đụng mày đại đứt luôn mà. Lại đây anh cứ gấp. Mày đại đứt quá là anh cứ gấp. Trời cái món ấy ngon, cậu chim cái món ngon mẹ. Ông ăn của nha. Cái món ấy ngon mà ăn hai mình buồn ghê. Ok vậy nha. Vậy nha anh bên lộ bên đen nha. Lộ bên đen sao đâu. Ê các bạn chưa. Chưa, mày nghĩ nó đi luôn không? Không, có nghĩ nó chắc chắn nó sẽ không đi đâu. Chứ hiểu không? Im đẹp đáng tầm 30 giây rồi qua lại nè. Rồi vô rồi, vô rồi chim. Anh nói vậy. Ở đây sao vô vô lên đi. Hả? Ê sao kêu về mà vô lại chi? À sao kêu về mà vô qua lại? Kêu anh mình à, ngừng chó à, ngừng. Ai út rồi. Lâu lâu rồi anh. Tao lại đây ngồi ăn được chưa? Ờ đấy, đi gì à? Ờ đi gì à? Gì ra đi kiếm ở đâu? Thằng này từ chữ. Sao đi về miết ta? Thì ra chuẩn chín nữa. Lại là kia ta làm gì? Hả? Thì ngồi làm gì? Lại đây ngồi ăn nè. Cái đậu mày đừng có điên quá. Lại đây cho đàng hoàng đây này. À, quần xanh đeo lại đây anh quen mà đợi chính nó sao vậy? Lại đây. Ai biết xe có nó sầm sàm không ạ? Xe bưng cái cây này xuống xem. Dạ. Xanh đeo qua bưng vô mà xíu xanh đeo. Bưng cái đây xuống cho bỏ cái dĩ nước lên này. Dục vô mình ghe vô đó mày nó luôn 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 đừng có một đế đâu vừa ấy trời chín rồi ra quen không vậy mày này quen với anh không lại ăn nè không không ăn được không chim nói em mới lại thôi em không lại đâu nè đụng phụ ai cái tao cách nha không anh nghĩ vô đàng hoàng anh đi tao mới xin thu nó cắt mẹ
Rồi số 2 không khác rồi. Đâu, ê, ê, ê. Đúng rồi, mày cắt vậy luôn xin đeo. Cả ra. Đó, cái này đèn đầu 2 bên đi. À, cái này. Đấy. Cái này xem nữa. À tao đợi ăn miếng nào cắt miếng đó chờ ném nhỏ ngon không được. Ăn miếng nào cho miếng đó luôn hiểu không? Đậu đậu bỏ đây lần chờ chín các bạn. Chín gì nữa? Đủ chín ấy giờ ném. Thì thầy biết thằng nhỏ ra yếu sinh lý đó. Thì yếu sinh lý mày. Đâu mày đủ cái yếu nữa mày. Dạ mấy bạn rủ mày cổ rủ đi câu bờ dây đúng không? Bữa mà kêu cái đâu rồi yếu rồi giờ yếu sinh lý nữa nữa mày giả thầu chứ. Hả? Em nói vậy. Đấy, hồi bữa nay là yếu tâm lý là đâu? Sao anh chim nhắc lại đúng không? Vô em vô bật này. Sao vụ gì? Vụ gì? Vụ hầm đá em chưa tính số anh nữa. Hầm đá gì? Ủa sao này? Ấy là hầm đá là bác mà nói cục đá ha. Sao mày cứ nhớ, sao mày không nhớ mấy chuyện ghê rồi thôi. Sao mày không nhớ cái chuyện ghê vậy? Mày bắt ghê tao mày ngay. Giờ sao? Sao là sao? Nhảy nhảy rồi á, bữa nay em làm cho. Làm gì? Nhà em mới mua cái hả đó, bữa nay em làm cho anh Chim ăn. Trời mày chơi, biết bữa nào là bữa nào mà nó cụ rõ bữa nào vậy? Mai lo lên nhà em đi. Anh đâu? À, thiệt mai không? Mai luôn nè. Mai có không? Thiệt không? Thiệt không? Rồi, vậy đỡ mai lên nha. Đủ mà Sandel nhìn hấp dẫn không Sandel? Rồi anh ơi, nè anh đi, mời các bạn ơi. Cái cây anh ơi. Cho Sandel review trước á, Sandel. Sandel review đi. Sao giờ bữa tối tốt rồi anh ơi, anh ơi. Mà xin mà review trước á, mệt thiệt luôn á. Anh em thương anh em mới dạy quá đúng không? Anh em các bạn nha. Đúng rồi, review như thế nào? Sao? Được, đưa tao quay gần rồi đó. Sao? Ồ, thịt đã sao nói nhiều cảm nhận rồi luôn coi. Thịt này dai nha các bạn. Ừ. Thịt thịt nha các bạn. Em cùng đây là dưa leo nha các bạn. Nó ngon không? Nó ngon không? Ngon ngon, 10 điểm. Thế là ngon tình nghệ thịt kìa không? À, nó anh cái nhai nhai nữa. Thế là nó dai bằng cái thịt kìa không? Đây là con... Thôi nè, em lên làm cái kìa á. À, lũ tôi chờ mày không cái câu nói đó. Nhớ mà làm kìa cho tay nha. Dạ. Ừ. Mà tất cả mọi người nha. Trong là mày đi với mà trong các bạn kìa. Cái kệ các bạn như mọi người để mà mày review nha. Yếu quá để tao review cho. À review. À đấy, đó xem vào lát này. Đây. À, mình bỏ ra mình cuốn cái đây các bạn mình chấm. Đấy. Này từ từ rón miếng nước miếng thằng thánh này. À mình thử miếng thanh nha các bạn. Đúng không? Thanh nào đủ. Đấy, đúng không? Sao? Nó sao? Sao xanh nào ngon không? Thử xanh nào ngon không? Ngon. Ngon nghe. Ý là ngon hơn thịt gà không? Trời ơi. Không nói giỡn á, lụ lại anh đi. Không anh nói nữa, lại đây, sao đâu? Lại đây, nói giỡn anh, nói giỡn mà. Chú chả ngon quá giờ mà không ai ăn hết rồi không? Bỏ liền. Phí dữ không? Ai ăn hết vậy không? Chuyện gì vậy không? Không, đụng mày vô anh em vô ăn đi. Nó ăn cái thường liền à. Vô đây nghe. Anh ơi. Vô nói vậy. Anh dưới sao mà lết anh ơi. Ăn chá anh ơi. Cái đồ của mày mày ăn đồ ăn vô vậy chá mày. Nói câu vậy mày nãy giờ mày ăn sao đây đây. Bây giờ anh em mà tình nghĩa. Tình nghĩa hả? Đưa đưa em quay cho các bạn coi. Để em vô em quay cho các bạn cho anh mày ăn review. Anh Chim vô review đây. Rồi. Rồi nè. Để em cầm máy quay nha. Để em thử cầm máy quay cho các bạn coi. Rồi, đây, vô anh em. Tự nhiên Sandow đi ra nó quay thì mình thấy mình vui liền các bạn. Nhớ đây. Đâu, ở mình làm một miếng nha. Trời, nhìn cái này các bạn. À, trời. Nhìn sang cay quá. Nghẹn, no quá, ăn ngon quá nghẹn. Tại vì nó làm mang quá rồi. Đâu, để mình làm một miếng đi. Đây, đây. Chào tạm nha mọi người, đưa quay đi. Đây. Đây là miếng thịt heo, chô, nè nó nhìn rất ngon. Chấm miếng nước chấm thằng Thánh nữa là sao khói phải bà. Đổ rồi. Quay lại nhìn lại đây. Mời mọi người nha. Đây quay á, mà lớn anh Chim ăn nha mọi người. Nghèo lớn mày vậy. Chô. Chào anh em. Tự chưa ăn chưa nuốt mà mày luôn nhớ mày hỏi vậy. Thì hỏi cho các bạn coi nha. Ừ, hỏi rồi tự ra. Chờ thấy thèm dữ các bạn. Không ai được. À, Chim đi càng mày gồm Chim như thế nào Chim? Anh Chim thịt heo lần này nó dai. Đúng rồi. Chúng là rất là dai luôn. À, thịt nó ngọt, ngon. Nhưng mà không ngon bằng con ghe hồng quê. Đúng rồi. Lại đây, cây nhét lại nữa. Hả? Thầy chục lên mê rem mẹ ơi. Nó nói đúng rồi, nó nói vậy, tao không nói đâu mà nói vậy. Còn sao nha, em chưa tính số anh cái chuyện hồi bữa nha. Tao lỡ mình đang ăn review chứ nữa. Ủa, da da đây, da heo lần này mọi người.
Đấy các bạn thấy không? Đây nước chấm nha các bạn. Ui dù vậy vậy vậy. Dê dao cái chim dê dao không dao bằng dây dê cũng kìa đúng không? Đúng rồi. Dê cũng bằng vàng kìa chị. À nói có quà nha, em để em giục mày quay á. Quay ơi. Đây không? Đây. Nhìn xem đem mà bị điên xem máy quay cũng mà giục cái mày. Ai chết kìa. Tao quay mà giục cái mày. Chứ nói mày báo cáo chứ mà làm gì tao review mà nói vậy. Nam, không thích là hết trọng nữa, cậu thích. Nghĩ sao lại chồng xanh đeo lò lít dài. Leo đi. Làm ơi. Đi. Trên quay gì nữa. Lại một anh đàng hoàng, anh em review đàng hoàng nhá. Mà lắp nó quay anh em mình ăn không. Hiểu chưa? Rồi. Mấy hạ luôn. Giờ y chỉnh nghe của đé luôn. Đúng rồi, ai chạy xe kìa cũng nghe của đé luôn mà. Ủa mấy giờ rồi. Dạ cái nét thật anh. Nhi. Không có ý là nói với em mà vậy. Xanh. Thành đeo. Không đâu. Cho mày đi đâu vậy. Chúng mày đừng lên đây ngồi với tí ruộng á. Ruộng ăn hơn miếng mày. Tránh lên này quay ơi. Ruộng nó chưa biết rồi Kim. Hả? Nó còn chưa biết. Thôi tay xem rồi, đoạn tay xem có nói đó. Anh ơi anh em mình tạm với anh ơi. Anh ơi mà lớp. Anh ơi mà đợi cậu vậy đó. Anh giàu nói là hiểu của nó à. Mình ăn xong mình mới tao nó biết phát hiện nha. Giờ mày đỡ nó phát hiện là đúng không? Hả? Đâu? Chào mày. Thôi vô anh ơi. Vô mày ăn đi chứ. Đặt bè bè, đặt mấy quay bè này mày ngồi ăn à. Ừ. Thì mình tình kém nha. Đặt ăn mà feels they come and go, and they come so easily. Tell me what it is about you that I can't forget. Đây này, cho anh mở đây cho em coi nè. Đây. Yeah. Đấy. Lên lên nhà em làm cái gì? Nãy lên nhà em đang đi vệ sinh đó, nãy lên đó. Nè. Đây. Trên lục với tôi lạnh nhà em làm cái gì? Đây nè, ai lục mà nhìn nó biết chưa? Rồi sao lục với tôi lạnh em làm cái gì? Đây đây nè, coi nè. Rồi lấy miếng thịt này cho anh với em nữa vậy. Ờ thì nó là miếng thịt đại nè. Ủa biết là miếng thịt đại nè chứ đâu. Làm gì vậy? Không. Tụi đâu? Đâu? Tụi đâu? Mình chứ mới làm gì vậy? Muốn treo dữ mày. Trời ơi, miếng thịt nghe em chơi. Sao quay bè không bè? Tao lụm á, làm gì đâu. Sao quay, đủ từ từ. Chứ quay sao mày ăn gà được tao. Trời nhà nhà ai biết chim cho anh em chơi. Tao cho mày cái gì? Tự nhiên tao kêu là tao dở rồi sao mày đưa nhà tao lại chơi. Thôi lại đây. Ai biểu anh không nổi. Sao? Trời ơi. Nope. Đúng đầu chú mày. Sao anh đi em nữa. Sao? Sao anh chứ? À đây là anh trẻ tổ que em ăn gà ăn thì nay em ăn thịt lại của em. Em má mua miếng thịt giá mà anh chim còn nói vậy. Thì vậy que ai biểu em trẻ gà cho anh chơi thôi giờ em bắt gà. Rồi sao? Sao là sao giờ là ăn lỡ em nãy giờ em cũng ăn nha chứ không phải mình ở đây đâu. Hồi nãy giờ em cũng ăn hả? Ở đang biết em còn thích của bay qua cho tin sổ thích á. Sao? Ông quê em cũng ăn mà vậy. Thôi ăn đây đó. Gì à? Yeah. Buồn lắm em ơi, anh trách ta mai bây giờ. Leo. Ô kìa vui quá. Ai biểu đang á? Làm gì? Đợi phải khóc mà ăn mỉ á. Nhớ gì? Cái tao quen tao lại chứ. Em ngửi luôn đó, không làm hả? Ủa chứ tao. Lấy cái lòng làm mỉ mày. Ờ. Em mai khỏi làm
Nó đụng má coi. Tôi te đụng mà te cho lạ lên nó nghĩ. Đậu phòng á chắc là te được rồi cho anh này nghĩ sao mày má. À con chim hay không nói nè. Hay là mình đền nó đi. Má công gì lại khóc mai nghỉ nữa. Đậu mà phòng cái thằng này sao nó còn khôn dữ thế à. Ủa bây giờ tôi về nhà mình nó ăn uống đẻ thôi mọi người thấy không. Bây giờ tao nói cái lẽ rồi đụng trôi nó cái là kêu nghỉ. Cái thằng này thôi chứ giờ ai dám trôi nó mày. Trôi nó đã sắc cất nó quen. Trôi nó cái nó đòi nghỉ. Chị sao chim? Ủa giờ lên đang nghỉ đó chứ làm gì? Cậu le cái gì nữa mà le. Có gì rồi đâu. Làm ăn miếng này cậu chim. Ủa mày còn tâm tí ăn nữa nè mày. Thương con ăn là một niềm vui mà. Thôi ăn đẹp đẹp giờ này. Lên nhà nó đủ khuyên nó này. Mẹ này sao mà đều đúng chuyện. Rồi đó lại gặp cái chuyện này rồi bảo uống. Không biết chờ sao. Còn khóc rồng tiếng Ả Rập nói. Bữa nay cửa em mở rồi. Này giờ mới lên mới thấy nó mở cửa. Sao đây? San. Cái gì vậy? Anh đâu có lỡ tay gì không? Khóc nữa mà không được buồn. Em xinh đáng với những nụ cười. Đâu vậy? Bao nhiêu mà lấy đâu mà lấy nó. Mẹ bây giờ nó chết. Ô nói sao giờ anh nó lỡ nó lấy sao đó. Dạ con nghĩ là chiều con vợ á. Chiều con lợn con trôi nó thấy đùi con lợn á. Rồi bây giờ anh nó lỡ sao đó. Nhưng nó đó mua lại con đưa tiền đùi đó con mà. Mua thì miệng luôn đúng không vậy? Nào đền tiền em ơi. Đền tiền ấy. Ừ. Ừ, ấy cô Hậu mua nhiêu vậy cô Hậu? Cô Hậu mua gì đâu, anh em đó mua là anh em nhớ tự nhiên tự rồi làm như vậy. Thấy chưa? Mẹ nó mua cho bây giờ. Mẹ nói gì vậy? Mẹ nói gì vậy? Mẹ nói gì vậy? Mẹ kêu, ấy là cô Hậu kêu mua về cho anh em mà. Cái gì vậy? Làm cái giả đi. Anh đền ơi. Đánh đi. 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 Mẹ kêu là cái đó mẹ mua cho mà. Ở đây gì hay lắm, không đợt gì hả, đây gì hay đấy. Đủ trong xì này chứ, che bể xì nữa Chanel ơi. Bỏ bể xì nữa rồi sao? Đủ nó tay bỏ xì nữa không? Mình ra. Không. Nó nói với anh lỡ sao anh đâu. Đấy là gì? Em hiểu không? Sao đổ mẹ cái gì, quen mấy gà làm sao? Gà gà, gà đòn gà. Ở đây đây, đưa đi, đưa đi. Đưa đi anh gà ơi. Chúng ta lại anh ra lại rồi. Không, đi đi ơi, đi đi ơi. Đang có em rồi. Anh em như vậy mà chúng làm nè. Không. Sao giờ lên 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 đây tờ vàng tờ phía nữa. Lên tờ vàng tờ phía nè. Đây tờ vàng anh nhiều lắm. Đây đây sao đây. À sao đây tờ vàng này. Được chưa? Được một tờ vàng. Hai. Ba. Bốn. Năm tờ vàng năm cung vàng thôi. Dạ mày con xuống có làm không? Vui vẻ nha. Dạ mày không làm. Thấy chưa? Chơi là anh đền chứ có ở đâu. Ôi cha là nó nói. Không không có nói nữa. Giờ bữa sau không có nói chuyện ghè nữa được chưa? Không. Đây là đàn giải thỏa đáng em chưa? Chưa. Thôi cho tặng em tờ rồi chim. Thôi đồ mày điên sao vậy? Sao? Tại đồ tờ vàng 5 cục vàng mày biết vàng giờ hiếm lắm. Thôi đỡ đi sắm vàng ra hay. Sắm vàng cho xem đeo. Chùa về đây đi sắm vàng đồ ngon rồi. Thôi đỡ anh dẫn đi sắm vàng ở. Không. Ê nó giỡn thôi anh em vô dễ bảo quay cho nhau. Bảo quay nhau đi. Thì tới anh sắm vàng nha. Không. Không nói chung là bảo quay cho anh nha. Được không? Ok. Ok mai xuống làm nha. Không. Cái đồ bỏ que mà không bỏ que nó cũng mai kêu nó không xuống mà chả mà bỏ que như vậy mai bỏ que nha. À mai xuống là được thôi nói giỡn chứ còn cái đây đỡ gạo mẹ nữa nha cái tờ xanh là còn mẹ đưa cái đưa mẹ nha cái đó đưa mẹ nha em làm xài tiền vàng thôi nha
nha. Cái tô màu xanh số 5 nó lại đưa cho mẹ nha. Lại nhảy gì trong miệng nhà không nghe gì hết á. Em nói gì vậy? Em nói gì không em? Em chửi thầm anh đây trời. Ở đưa nó mình về ăn cơm nó bụng á. Đưa anh về này. Ấy này giờ cái đây, cái tiền vàng của em cái này đưa mẹ nha. Ok nha. Không phải thấy mọi người. Nó chơi mình sao rồi đây. Mình chờ nó cái là đầu nó nói đồ. Đeo đeo ý sao nào. Quẩn chứ. Tao đợi rồi nha. Đâu đây? Xe đạp xe. Đạp xe mẹ, đạp xe đơn mẹ. Anh gì hả? Tao đặt cái xe mà luôn rồi đó. Cái đó. Mấy gì không? Đã được. Chain I made.